Nó quay lại đó mấy em, nó bị giật. Ok đó. Hồi nãy nó tại đó, cái cạc nó chạy không hết công suất. Cái cạc nó chạy không hết công suất cho nên nó tuy nó mô phỏng cái 3D nè, nó chịu không nổi. Mình chỉnh là cái cạc chạy max maximum công suất. Rồi bắt đầu anh dựng cái hình nha mấy em dựng hình sẵn đi. Thì cái hình thì mấy em phải dựng sẵn rồi mới giải hình này cho mấy em được. Bài 2. Góc với đường vào mặt. Rồi, quay lại cái hình này thì anh sẽ dựng cái hình y gan vậy. Đầu tiên cái đáy là tam giác đều đúng không anh? Dựng tam giác đều. Cạnh là 2. Anh dựng tọa độ sẵn rồi mấy em không hiểu. Không sao, anh hiểu thôi, tại vì anh là người dựng mà. Rồi anh dựng nè. C này anh chỉnh đi lại, anh delete một cái. Rồi. Ủa sao có 16 đứa vậy? What happened? Đứa kia sao chưa vô? Tám còn thứ 4. Rồi bây giờ anh sẽ dựng một cái hình chớp SABC như đúng cái đồ bài. Đầu tiên á, anh sẽ dựng cái em xem nè, cái đáy mà mình dựng đầu tiên phải là cái đáy ABC. Cái đáy mình dựng đầu tiên là cái đáy ABC các em, pyramid nè, ABC nè. A B C ABC xong rồi cái đỉnh hết. Và em nhớ nha, cái chân đường cao của cái hình này nè, nó phải là trung điểm AB. Tại sao lại như vậy? Mình đọc cho kỹ cái đề nè, mình đọc cho kỹ cái đề anh cho nè, cái đề anh cho. Ủa cái ví dụ hai đâu rồi? Nãy anh xóa rồi, chết mồ, anh xóa mất tiêu cái ví dụ hai nãy anh ghi rồi, tại nãy anh không có lưu file mấy em. Nói ví dụ hai anh cho gì vậy? Ví dụ hai là anh cho hình chớp SABC có đáy là tam giác đều đúng không? Yeah.
Rồi rồi anh chó gì nữa, mặt bên dung đá hả? Mặt ở đa bê dung đá Mặt AB dung đá và là tam giác nhận biết đều điện cạnh mấy? xe Hai. Rồi câu A. Câu A. OCZ đặt một Tính góc giữa AC và mặt phẳng ABC đúng chưa? ABC. Thì anh đã nói các em rồi nha. Cái yêu cầu đầu tiên của anh đối với các em là các em phải biết dựng hình nha, còn không biết dựng. Ví dụ như cái hình này á mà mấy em không biết dựng là anh thua luôn nha. Và cái bài 1. Bây giờ mình nhắc lại cái bài 1 á. Trong cái quá trình dựng hình có hai yếu tố quan trọng nhất, có nhắc lại được hai cái yếu tố quan trọng đó không? Nhắc lại cái bài 1 rồi. Khi mà em dựng một cái hình phá ra mẹ một cái hình chóp như vậy nè, thì cái hai cái yếu tố quan trọng nhất của cái hình là cái gì? Là mình phải vẽ nó chính xác. Bất kỳ cái gì có thể sai nhưng mà hai cái yếu tố đó không được sai. Yếu tố đầu tiên là cái gì? Nhớ không? Ai nhớ không? Nè, em dựng một cái hình như vậy nè. Thì cái gì là không được sai? Tính góc giữa AC và mặt phẳng AB đúng không? Anh nhắc lại bài 1 nè. Anh nhắc lại bài 1 nha. Đây. Đây. Có hai loại mà mấy em nên lưu ý. Một loại, một cái là cái đáy. Các em hiểu không? Một cái là cái đáy, các em không được vẽ sai. Ví dụ cho đáy tam giác gì, ví dụ cho đáy tam giác phải vẽ tam giác, cho đáy hình vuông phải vẽ hình hành, cho đáy hình thang phải vẽ hình thang. Rồi cái mà anh tô màu đỏ là anh ghi nè, khá là quan trọng. Như vậy á nó có ba cách cho trần cao. Thì bây giờ đối với cái bài nữa là người ta cho trần cao theo kiểu là mặt bên vuông đáy mà mặt bên là tam giác đều, thì em có hiểu cái mặt bên XAB là cái mặt ơ này nè, các em nhìn thấy được không? Tất cả các em có nhìn thấy được cái hình này không? Anh đang chiếu nè, thấy được cái mặt bên XAB không? Nghe nói gì không? Ok. Rồi cái mặt bên này vuông cái đáy, em thấy nè, cái mặt XAB là cái mặt anh đang chỉ nè, thấy cái mũi tên đang chỉ không? XAB nó vuông với cái đáy ABC ở dưới là tam giác đều, và bởi vì nó là tam giác đều cho nên á cái chân đường cao nó nằm ngay cái trung điểm AB luôn. Cho nên khi từ đây mà anh kéo xuống đây là nó chính là chiều cao của hình chóp luôn các em. Rồi giờ nó là chiều cao của hình chóp luôn. Được chưa? Thì anh mong rằng á cái tam giác đều em phải nhớ hai cái yếu tố. Hai cái yếu tố cho anh nha. Anh sẽ ghi lý thuyết một cái. Nốt lại đâu đó. Hai điều quan trọng trong tam giác đều. Nhớ thiệt là kỹ luôn. Nhớ thiệt là kỹ luôn. Thứ nhất là cái đường cao. Đường cao thì nó sẽ bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Còn cái diện tích thì nó bằng cạnh bình nhân căn 3 chia 4. Như vậy có nghĩa là sau này khi anh dạy mấy em á, khi mà người ta cho cái tam giác đều đi nè, người ta cho tam giác đều như vậy, ví dụ như người ta cho cái tam giác đều này cạnh là 2 2 2 2 đúng không, mà từ đây người ta kẻ xuống cái đường cao như vậy anh ghi là căn 3, mấy em phải hiểu nha. Các em phải hiểu nghe, ví dụ như này 2 2 2 thì tại sao đường này là căn 3, anh nó ghi nè. Cái đường cao nó bằng cạnh nhân căn 3 chia 2, là cạnh là 2 nhân căn 3 chia 2 là nó ra căn 3 các em. Hiểu chưa? Rồi nếu mà nó cho cạnh 2 á thì anh tính diện tích của tam giác đều thì nó sẽ ra là 2 bình nhân căn 3 chia 4. Đó, các em cũng phải phải ngầm hiểu cho anh là nó có hai cái điều quan trọng trong tam giác đều, phải nhớ nhớ thiệt là kỹ luôn. Đó, anh ghi cái này cho các em. Được chưa? Rồi. Anh qua cái phần này được không các em? Các em hiểu phần này không? Có nghĩa là từ đầu buổi tới giờ anh vẽ anh dựng cái hình này ra các em có hiểu hay không? Thứ nhất là tại sao cái chân đường cao nó nằm ở đây? Đó, thứ hai là cái nền đầu tiên là cái nền tam giác đều anh vẽ nè, nền ABC rồi SAB cũng là tam giác đều luôn, vẽ không sai cái nào hết. Rồi, bấm một giùm anh, bấm một, bấm một. Hiểu bấm một, không hiểu bấm không.
Còn cái tam giác đều là các em đã học ở lớp dưới và nhắc lại thôi. Rồi, vậy giờ mình qua câu A. Câu A là tính góc giữa cái gì? Tính góc giữa cái đường AC đúng không? Anh tô cái đường AC nha. Rồi. Và mặt phẳng SAB. Mặt phẳng SAB, anh tô cái mặt phẳng SAB ABC cho em. Đó. Rồi. Vậy bây giờ mấy em nhìn vô. Bây giờ nó là cái đường AC và cái mặt ABC thì làm sao đến? Rất là đơn giản luôn. Quy tắc ông mặt trời đó là từ đỉnh S em kéo vuông góc xuống mặt ABC là điểm gì? Từ đỉnh S em kéo xuống mặt ABC là điểm H, anh đặt điểm H nha. Anh đặt là điểm H. Đừng đặt để điểm D, để điểm H đi. Đâu điểm D rồi. Đổi nó lại tên là H. Đó. Nó là điểm H mấy em. Mấy em thấy chữ H ở đây không vậy? Nó hơi mờ nghe các em. Thấy chữ H không? Đây nè, đặt đây là điểm H các em. Nó hơi mờ. Làm sao xác định lại cái chữ cái cho nó hiện đẹp thế nào. Rồi đem đổi lại. Nó có chỗ hiện nhưng mà chỗ nào anh quên rồi. Cách là sao cái hiện chữ H này là tô đậm lên nè. Show number thì khỏi đi. Show chục được rồi. Đừng có show number. Từ từ để anh tìm cái này cái. Thêm màu. Không phải, nó đâu mà anh quên rồi. À, đây. Đó. Đúng rồi. Ở đây nè. Rồi, vậy là dễ nhìn nè, mấy em thấy nè. Bây giờ mình sẽ tính góc giữa cái đường AC và cái mặt ABC thì làm sao để tính? Đó là từ điểm S em kéo vuông góc xuống là nó ra được cái chân đường cao ngay đây. Thì cái góc cần tìm là góc SCH đó các em. Được chưa? Cái góc này nè. Cái góc cần tìm là góc này, anh chụp qua một cái. Anh cắt cái màn hình anh dễ nha các em nè. Đây. Thì làm sao để tính góc giữa đường AC và mặt ABC, đó là từ điểm S em kéo vuông góc xuống đây là điểm H. Đó. Đúng rồi, điểm H ngay đây nè, rồi từ đây em kéo qua đây là nó ra được cái hình chiếu. Thì góc cần tìm là góc SCH, là góc này góc phi nè. Rồi, như vậy á là cái câu A này xong rồi. Em tính tăng phi bằng cách nào? Tăng phi này nó sẽ bằng SH chia HC là đối chia kề. SH chia HC. Đó. SH là cạnh nhân căn 3 chia 2 là căn 3. HC cũng là cạnh nhân căn 3 chia 2 luôn, cũng là căn 3 luôn. Và nó ra 1, cho nên góc phi này ra 45 độ các em. Cho nên đáp án của cô A là 45 độ. Đấy, một cái ví dụ về cái bài này. Anh ghi đáp án đây nha. Cho các em tham khảo 45 độ. Rồi, ví dụ 2, nãy giờ anh giảng hiểu bài bấm 1. Không hiểu bài bấm 0. Đó. Không hiểu thì bấm 0 nha, không có gì phải ngại nha các em. Đây cái câu này. Đấy, anh giảng như thế. Ví dụ như em không hiểu SH tại sao bằng căn 3, em nói với anh sẽ giải thích. Em không hiểu tại sao HC bằng căn 3, em không hiểu anh sẽ giải thích. Đừng lo. Rồi. Vậy là hiểu hết đúng không? Không có ai thuộc dạng là không hiểu. Ủa mà sao bây giờ có 19 đứa vậy trời? Mình điểm danh nữa coi.
Mình điểm danh đây coi tự nhiên mất tích đứa nào. Mất tích Mỹ Ngọc. Gì? TBT lại. TBT lại. Bảo Trân. Trần Bảo Trân. Bảo Trân là Bảo Trân là nghỉ từ đầu buổi rồi. Bảo Trân nè, Phát nè, nhưng mà Mỹ Ngọc đâu rồi? Mỹ Ngọc nó đâu rồi? Mỹ Ngọc và ai nữa nè? Bây giờ anh không có thời gian nữa mà anh ngồi anh chi tìm đâu. Đó, thấy chưa, vô rồi kìa. Mới nhắc cái là vô liền à. Rồi tiếp tục cái câu B em nè. Em quốc ảnh nó kêu em vô em mới biết chứ em đâu thấy đâu. Em không thấy gì, hồi nãy anh đã nói anh gì xích máy mà em đi đâu vậy? Em ngồi em nghe nhạc chứ đâu đi đâu đâu. Trời. Em đang học mà em ngồi em nghe nhạc. Em nói thấy anh vô đâu tự nhiên mọi người ao ghé chơi cái em ao ra theo. Tại sao em đang học mà em ngồi em nghe vậy? Không có, tại anh đi em mới nghe mà. Anh đi. Cái lúc trước anh đi anh có nói là anh ao ra để anh reset máy không? Có, nhưng mà em không thấy anh nhắn nữa cho nên là em ngồi em đợi. Tại vì em không chú ý học bài. Đó, đó là cái lợi thế hợp lý nhất. Đúng rồi đó, tính chết vậy đó. Câu B, tính góc giữa C và mặt SAB. Góc giữa SC và SAB. Rồi. Vậy bây giờ em phải lật ngược cái hình này lại. Cái máy này của anh nó không cho phép lật rồi mấy em ơi. Nó không cho phép lật ngược cái trục OZ về. Nó chỉ cho phép nhìn cái trục Z với cái góc nhìn thôi. Thì bây giờ làm sao em tính góc giữa hằng SC và mặt SAB á. Thì em phải lật ngược nó lại nha. Từ từ để anh chỉnh góc cho mấy em dễ nhìn. Rồi. Bây giờ làm sao để góc giữa SC và SAB. Thì các em nhìn vô đây anh vẽ mô phỏng hả? Mô phỏng nè. Nhìn nha. Thì bây giờ á, muốn tính góc giữa C và SAB, anh sẽ vẽ quy tắc mặt trời ra cho em hiểu. Đây là mặt SAB nè. Đúng chưa? Còn đây là cái đường CS. Có nghĩa là tại tại sao hằng C phía trên S ở dưới. Các em nhìn cái hình các em cũng hiểu nữa. Cái hằng CS là hằng này. Đó. Còn cái mặt SAB là cái mặt này. Khi em học hình không gian em phải vừa nhìn hình rồi em vừa làm với anh. Học hình không gian là em phải hiểu chứ em không thể copy được đâu. Đó. Góc giữa CS và mặt SAB là góc gì? Thì cái cách làm cũng tương tự là em đặt câu hỏi là từ cái điểm C này em hạ vuông góc xuống mặt SAB nó là điểm gì? Thì câu trả lời ở cái bài này là điểm H mấy em, từ C em hạ vuông góc CB là cái đường CH. Mà tại sao mình lại có một cái kết luận này? Là mình có CH vuông AB là 1, thứ hai là CH vuông SH là 2, cho nên CH vuông với cả mặt AB. Đó. Cho nên cái góc cần tìm của cái bài B đó là góc CSH. Góc này. Góc CSH các em, góc phi. Được chưa? Thì để tính góc phi này á thì em lại phải xà tan nữa, tan phi. Nó sẽ bằng CH chia cho SH. Đó. CH chia SH nha các em. CH chia SH. Ok, và góc này chắc ăn luôn cũng bằng 45 độ. Cái này bằng 1, tại vì CH là căn 3, SH cũng bằng căn 3 cho nên phi bằng 45 độ. Tại vì đây là tam giác vuông cân luôn mấy em. Cho nên cái đáp án bài B là 45 độ. Đó. 45 độ luôn. Bài sau anh cho mấy em tự tính nha. 45 độ. Rồi. Kết thúc ví dụ 2. Coi thắc mắc gì không? Ai hiểu bài bấm 1, không hiểu bấm 0. Có ai cho có ai không hiểu không? Có ai không hiểu thì nói, nó sẽ giảng lại cho em, đừng có lo. Rồi mình lấy ví dụ 3 nè. Mình lấy ví dụ 3 nha. Ví dụ 3 mấy em sẽ tự tính trong trong 5 đến 10 phút, rồi mấy em nọ cái đáp án qua Zalo cho anh. Ví dụ 3 thì anh sẽ lấy cái hình của ví dụ 3 thôi. Cho hình chóp tam giác đều.
cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng 3 và cạnh bên bằng 4. Câu A, tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Câu B, tính góc giữa cạnh SC và mặt phẳng SAC. Rồi, hai câu thôi mấy em. Nhìn nhận thử coi. A, B, C. Mặt SAH đi. Với H là trung điểm BC. Rồi. Ok, rồi, bắt đầu tính đi các em. Cái ví dụ 3 đó, câu A câu B. Bắt đầu tính đi nha. Các em có 10 phút để làm. Thì khi đồng hồ hết 10 phút thì các em nộp bài qua Zalo cho anh. Dựng hình rồi làm đi. Bây giờ mấy em cần anh giúp các em dựng hình trước không, hay là mấy em tự dựng rồi tự làm luôn? Muốn cái nào? Muốn cái nào? Comment lên. Giờ muốn tự dựng tự làm hay là cần dựng hình trước cho các em coi? Rồi, không trả lời gì hết. Rồi tự làm đi nha. Giờ anh kiếm cái thumbnail cho mấy em cái. Mấy cái thumbnail cái. Setting 10 phút. Ok, bắt đầu điểm nha. Bắt đầu điểm nha. Rồi làm đi nha. Đổi cạnh bên này bằng 6 thôi mấy em. Để 4 sợ nó vi phạm lý Pythagore quá.
Alo, xong chưa? Chưa ai xong hết. Tôi vẽ cái hình thử coi. Cái đáy vẫn là tam giác đều nhưng mà cái chân đường cao nó không còn lại ngay trên điểm AB nữa, cái chân đường cao là dời dời lại đây không không nô no, không 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 căn ba quá cái này khoảng nhưng mà xong vậy các em. Quan trọng
tan phi bằng SO chia Bu. Ok. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Rồi, quan trọng sai gì nha. Một chút anh sẽ phân tích cái lỗi sai, đừng lo. Chậm sai rồi nha. Coffee bằng OB chia SB. Ok. Đức Tài gần đúng nhưng mà có một cái lỗi sai. Có một cái lỗi sai thì chúc Đức Tài xem lại anh em. Gần đúng rồi đó. Có ý tưởng sáng tạo đó. Hình học nó vui lắm em, nó có nhiều cách giải lắm. Rồi thôi tập luôn rồi em ơi. Tập ơi, tập ơi, cái này là sai, SO sai rồi. Không nguyên. Rồi. Chọn cạnh bên SA. Gọi K là trung điểm AO. Kẻ BK. Siga. G là trọng tâm. Theo giả tiến SG U ABC rồi, ok, theo giả thiết. Góc giữa SA với ABC là SG đúng. Cos này là bằng căn 5 chia 6. Sai luôn, không phải là căn 5 chia 6. No, 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 no. Cái cách xác định của Phong Nguyên thì đúng nhưng mà cái cách tính cũng sai luôn, vậy là nãy giờ không biết là đúng. Anh đang chờ nữa nè. Rồi mấy đứa kia sao? Mấy đứa kia. Mấy bạn kia sao rồi? Sao vậy? Sao không ai gửi cho vậy? Gửi qua, gửi qua. Alo, alo. Cho xin một tín hiệu sống. Sao im lặng với em? Lô. Lũ chưa xong anh ơi. Thôi thôi vậy buông bút đi mấy em ơi, nghe coi nghe sửa nè. Alo buông bút, buông bút em à. Buông bút nha. Buông bút đi. Thua coi như mấy em thua con này đi. Coi như mấy em thua con này đi. Thì bây giờ khi mấy em nhìn cái hình anh mô phỏng em có hiểu không? Như vậy cái hình chóp đều là cái hình chóp gì? Nhìn hiểu cái hình chóp đều không? Đó, cái hình chóp đều là okay. Là cái chân đường cao nó nằm ngay cái trọng tâm của cái đáy. Cái hình chấp đều là cái chân đường cao nó nằm ngay trong tâm của cái đáy nè. Cái trọng tâm O nha, anh đặt nó là điểm O nha. Thì cái điểm O này,
cái điểm O này á nó chính là trọng tâm của tam giác đều ABC. Thì làm sao để em vẽ? Đó là nó là giao điểm giữa hai cái đường trung tuyến. Hai cái đường trung tuyến anh nói lại nè. Cái đường này với cái đường này. Đó, hai cái đường trung tuyến các em. Thì bây giờ công an người ta kia tính góc, góc giữa cạnh bên với mặt trái. Như vậy cạnh bên em có ba cạnh bên, em muốn chọn cạnh nào cũng được. Thì đối với cái bài này anh sẽ chọn cái cạnh SA, SA các em, anh sẽ chọn cạnh SA. Thì bây giờ anh sẽ tính góc giữa, anh sẽ tính góc giữa cái cạnh SA này nè với cái mặt ABC, thì nó là góc SAO. Nó là góc SAO. Được chưa? Góc giữa SA và mặt ABC là góc SAO. Được rồi, để anh đổi cái nón cho nó ok. Rồi. Và cái góc SAO này á, anh sẽ tính nó bằng cos phi. Cái cos phi anh đặt góc là cos phi nha. Cos phi. Cos phi này nó sẽ bằng OA chia cho SA. OA là bao nhiêu? OA là bằng 2/3 của AH. Các em nhìn được không? Cái OA, cái đoạn OA này nè. Nó bằng 2/3 của hàng AH. Đó. Còn cái SA người ta cho là 6 đúng không? SA đề cho là 6 thì người ta cho em cạnh bên là 6 nè. Cạnh bên là 6, cạnh đáy bằng 3. Cạnh đáy bằng 3 như vậy là cái này là 2/3 gợi nhân cho 3 gợi nhân căn 3 chia 2. Đó, chia 6. Rồi, bấm nguyên cái này là nó ra căn 3 chia 6. Thì em bấm shift code căn 3 chia 6 rồi ra được cái góc. Shift code căn 3 chia 6. 73 độ. 73 độ nha. 73 độ nha em. Góc phi này ra 73 độ. Rồi. Đó là kết thúc câu A. Góc giữa SA và ABC, góc giữa cạnh bên. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Đó. Rồi. Bây giờ xong câu 3 chắc ăn cũng sẽ có đứa bấm số 0. Câu 3A. Hiểu bài bấm 1, không hiểu bấm 0. Không hiểu giảng lại nha. Tương tác giùm anh đi. Em tính SO, ok. Vậy bây giờ có ai cần anh tính luôn SO cho coi không? Có cần anh tính cái cạnh SO cho coi luôn không? SO tính cũng đơn giản lắm em. SO thì nó chính bằng căn của SA bình trừ cho OA bình. Định lý Pythagore. Căn 33 đúng rồi đó. SO là căn 33, chính xác. Alo, có ai số 0 không? Không có thì qua nha. Nếu mà không có thì mấy em, chẳng hạn như trong đầu mấy em không hiểu mà mấy em lại không cho qua thì bó tay nha. Rồi anh qua câu B. Câu B là tính góc giữa cạnh SC và mặt SAH với H là trung điểm BC. Rồi. Bây giờ lại nhìn vô cái hình này nữa. Đây. Bây giờ tính góc giữa SC và mặt SAH. Rồi chiếu cho em coi cái đường SC vẫn như cũ. Còn cái mặt SAH là cái mặt bên đây nè. Mấy đứa nhìn được cái mặt SAH không ta? Nè, cái mặt SAH là cái mặt này. Đây anh tô cái mặt SAH nè, S nè, A nè, H nè. Đó, mặt phẳng SAH. Và cái đường thẳng SC. Được chưa? Thì từ điểm C mà em kéo vuông góc xuống SAH chính là điểm O. Cho nên cái góc cần tìm là góc CSO các em. Góc CSO nha. Rồi góc CSO. What happening? Tại sao mất rồi? Góc cần tìm góc CSO nha. Rồi góc cần tìm góc CSO. Thì câu B. Góc giữa SC và mặt phẳng SAH là góc CSO. Đâu rồi cái nón đâu rồi?
CXO. Rồi góc CXO này tính như thế nào? Thì cái đường này vuông tại tại O, cho nên góc này mình sẽ tính là sin. Sin của góc phi. Góc phi là góc CXO nha mấy em. Là nó sẽ bằng CO chia cho HC. CO hồi nãy mình tính là mấy? CO là bằng lại bằng 2/3 AH. CO thằng CO với thằng OA nó bằng nhau mấy em. Là bằng 2/3 rồi nhân 3 nhân căn 3 chia 2. Còn thằng SC nó vẫn là 6. Cho nên cái này là căn 3 chia 6. Vậy là hai góc này bằng nhau mấy em. Hai góc này bằng nhau. À không bằng thằng hồi nãy thằng kia. Hồi nãy thằng kia cos, thằng này sin. Thì đổi anh nãy là ra hai mấy độ á. Hai này khác nhau nha. Nhưng mà cái này cos mà sin thì nó ra hai mấy độ. Thằng này là sin cos trái nhau 180 độ. Ồ 90 mà. 16 độ mấy à? 16 độ 46 phút. 16 độ 46 phút. Rồi, xong câu B. Có đi quá nhanh không? Có đi quá nhanh không? Hình thì mấy em tự vẽ nha, vẽ cho mấy em xem rồi đó. Rồi, đó là lời giải. Câu 3 B hiểu bài bấm 1, không hiểu bấm 0. Một 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 thiệt không, một thiệt không hay là một giả tạo? Không hiểu bài giả bộ một hả? Một ôm cây cột luôn thiệt á. Mấy cái này mà một giả bộ là ôm cây cột thiệt đó em à, đừng đùa nha. Một thiệt không? Real rồi, thấy chưa, nghe sợ có đứa không rồi kìa. Có Bảo Ngọc nó không rồi kìa, còn ai không với Bảo Ngọc không? Tiền lương kìa, hai chị em không luôn đi. Cho anh giải lại nè. Vậy là chỉ có Bảo Ngọc số 0 nữa đúng không? Không có ai số 0 nữa. Vậy là tất cả 20 học sinh của anh, tất cả các em đều hiểu bài hết, chỉ có Bảo Ngọc không hiểu bài hả? Thiệt không dạ? Chỉ có Bảo Ngọc không hiểu bài. Một fake, ai một fake? Có em rồi, thấy không? Di Tướng, có em, rồi có ai nữa không? Lòi đuôi ra tôi coi. Ai nữa? Kìa, thấy chưa? Ủa rồi sao tôi kêu bấm 10 mà không bấm? Số 1 thì bấm mau lắm, còn số 0 thì không dám bấm. Còn ai nữa? Bảo Ngọc, Quốc Anh, Tú Như đó, thấy chưa? Hồi nãy giờ sao không bấm? Nãy giờ sao không bấm? Đó, mày ca nữa kìa. Em Tiên Phong. Gà. Rồi. Anh mà cũng sợ nữa. Bây giờ mình giảng lại nha. Ok, bây giờ sẽ giảng lại trên giấy. Bây giờ anh sẽ giảng lại trên giấy. Không, anh không có kêu Bảo Ngọc gà nghe. Anh kêu mấy đứa không dám bấm gà. Mấy đứa không dám bấm mấy gà. Đó, quanh gà thẳng đam. Rồi bây giờ anh vẽ lại cái hình nè. Bây giờ anh vẽ lại cái hình nha. Đầu tiên cái hình này anh vẽ làm sao? Đây. Đầu tiên anh sẽ vẽ cái đáy ABC. Mấy em chú ý cho kỹ nha. Anh vẽ lại cái nữa không hiểu này hỏi tiếp nha. Rồi có phải H là trung điểm BC không? Đúng chưa? H là trung điểm BC. Rồi từ đây qua đây là trung điểm. Thì em dựng cái điểm này nè. Em sẽ dựng lên được là cái trọng tâm của cái tam giác. Cái trọng tâm của tam giác. Đó. Rồi từ đây mới dựng lên được cái hình cái điểm S nè. Đó, người ta gọi cái này là chân đường cao điểm O nè. Ok chưa?
Bây giờ đầu tiên là hiểu giúp anh cái cách vẽ hình. Thì khi em nói mấy cái này lại, nó sẽ ra được hình chất tam giác. Đó, nó ra được hình chất tam giác. Vậy bây giờ quay lại câu hỏi, cái đề nó hỏi là gì? Nó hỏi là góc giữa cạnh AC và mặt SAH. Cái mặt SAH là cái mặt anh tô màu màu đỏ nha các em. Màu đỏ nha, anh tô cái mặt SAH màu đỏ nè. Đó. Góc giữa cái cạnh AC và cái mặt phẳng SAH. Vậy đầu tiên mình phải biết xác định cái góc cái đi. Ok, cái cạnh AC thì anh tô vào màu kim tuyến. Đó. Như vậy trong cái trường hợp mà mấy em không có thấy được cái góc á, mà em phải vẽ cái mô hình ở mặt trời mà anh dạy ra. Mô hình ở mặt trời là vậy nè. Đây, đây là cái mặt phẳng chảy nền, cái mặt SAH của em. Được chưa? Còn đây là cái đường AC với C nằm trên, S nằm dưới. C nằm trên, nằm dưới tại sao? Tại vì nếu thằng S nằm trên là nó mâu thuẫn. Tại vì mặt SAH phải chứa điểm S. Như vậy em phải đặt một câu hỏi là từ điểm C mà em hạ vuông góc xuống mặt phẳng SAH là điểm nào? Từ điểm C mà em hạ thẳng vuông góc xuống mặt SAH là điểm nào? Thì câu trả lời rất là đơn giản. Khoan. Từ C mà hạ vuông góc xuống SAH không phải là điểm O. Không phải điểm O. Chích mồ rồi, cái đề này anh cho sai rồi mấy em. Không đúng. Nó không phải điểm O đâu. Cái đề này anh cho ngay điểm O nhưng mà thật ra nó phải điểm O. Từ C mà tới SAH phải là điểm H mới đúng. Đúng rồi. Từ C tới SAH phải là điểm H mấy em. Vậy là cái này điểm H, vậy là nãy anh tính sai cái này rồi. Nó không phải là CSO. Lộn. Nhìn lộn rồi. Nó không phải là CSO các em. Các em hiểu gì anh nói không? Bây giờ mà từ điểm C mà em dựng vuông góc xuống mặt phẳng SAH thì nó phải là điểm H chứ không phải là điểm O. Tại sao? Tại vì em có CH vuông với đường AH. Em có CH vuông với AH cho nên CH vuông AH là 1, CH vuông XO là 2 cho nên CH nó vuông với cả mặt phẳng SAH. Cho nên CH vuông với mặt SAH. Khoan, về cái luận điểm, về cái luận điểm CH vuông SAH các em có hiểu hay không? Cái không, thực sự cái này nó rất quan trọng, anh tô đậm cái này cho em. Nếu mà em không hiểu là tại sao thằng CH vuông SAH, em phải nói với anh. Nó nằm trong cái cơ sở lý luận của lớp 11. Nó nằm trong cái cơ sở lý luận của lớp 11 em. Rồi, tin học trẻ không hiểu. Rồi. Vậy bây giờ mình phải học lại lớp 11. Vậy bây giờ á, một câu hỏi có lớp 11 đưa ra. Đề thi của lớp 11. Hình học. Các em hãy nhớ lại cơ sở lý luận nào mà mình có thể kết luận đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Có nghĩa là phải nhớ lại cái cơ sở lý luận nào mà mình có thể kết luận một cái đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Thì có phải là cái đề thi học kỳ 2 của em nó hỏi vậy nè. Đây nó cho cái hình chóp vậy. Đó, đáy là hình vuông. Các em đã bao giờ gặp cái bài này chưa? Ví dụ nó kêu, nó cho em hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình vuông, SA vuông đáy, nó kêu chứng minh BC vuông với mặt SAB. Các em đã từng gặp cái bài này chưa? Làm sao để em thiết lập một cái cơ sở lý luận để em chứng minh thằng BC vuông với mặt phẳng SAB. Thì khi mà mấy em nhớ lại cái này thì mấy em có thể xác lập được cái cơ sở lý luận. Đó là gì? Đó là chứng minh đường thẳng đó vuông góc với hai đường nằm trong mặt. Có nghĩa là nếu em muốn chứng minh thằng BC vuông với mặt phẳng SAB, em phải chứng minh BC vuông AB, BC vuông SA thì BC sẽ vuông với mặt phẳng SAB. Thì đối với lớp 12 á, người ta không có yêu cầu chứng minh, nhưng mà thực tế là cái chứng minh học lớp 1 nó bổ trợ cho lớp 12, là tại vì nó không làm cho em phải bị gọi là ngộ nhận. Em chắc chắn rồi đó. Đó, em chắc chắn rồi đó. Được chưa? Đó, đường thẳng vuông hay đường thẳng mặt phẳng.
Đúng rồi, vậy giờ anh nói lại cái bài này, làm sao mà anh biết chắc chắn rằng thằng CH nó vuông với mặt phẳng SH? Anh có cơ sở lý luận đàng hoàng nha. Đầu tiên anh nhận thấy là tam giác ABC là tam giác đều, với H là trung điểm BC thì hiển nhiên em có AH vuông BC, em hiểu không? Tại vì trong tam giác đều á, trong tam giác đều á thì cái này nó sẽ vuông đó. Đây là AH nè, đây là BC nè, đó AH sẽ vuông BC, mà AH vuông BC thì hiển nhiên thằng HC nó sẽ vuông AH. Em có HC vô AH là một, thứ hai là HC vô SO là hai, mà SO và AH lại nằm trong mặt SAH, cho nên HC vuông với mặt SAH đó. Tức là đầu tiên cái cơ sở lý thuyết này em phải nắm vững, thằng thằng CH vuông mặt SAH, cho nên cái góc này không phải góc CSO, góc này là góc CSH. Vậy là nguyên cái bài này sai rồi, góc này là góc CSH rồi mấy em. Rồi giờ sửa lại, cho nên cái này sai luôn, góc này em phải 16 độ luôn, sai. Như vậy anh xin đổi lại cái OB là góc CSH nghe các em, nó không phải là góc CSO. Nhưng mà anh giảng cho các em là tại sao thằng CSH mà các em đã hiểu rồi. Đây cái thứ này là điểm H. Ok, đây cái này đúng H. Rồi bây giờ tính góc phi này các em có nhiều sự lựa chọn á. Một là em tính thằng SH rồi em xài tan, hai là em xài sin, tại vì em có CH rồi. Em sẽ có sin của phi thì nó sẽ bằng CH chia cho gì, CH chia cho SC đó, tại vì SC em có gọi. Ok chưa? Mà CH nó bằng 1 phần 2 BC, mà BC đề cho là 3, cho nên nó trên là 3 phần 2. Còn SC đề cho là 6, được chưa? Cho nên cái này là 3 phần 12 là bằng 1 phần 4. Cho nên em đổi gần phi là shift sin 1 phần 4 là mấy? Tiếp xin 1 phần 4. Bây giờ không hiểu thì giảng lại một cái nữa, 14 độ, 14 độ mấy đó. Giờ ai không hiểu thì giảng lại một cái nữa nha, làm lại một cái nữa nha. Rồi ác không gian, đúng rồi, không gian thú vị đó, nó hay bị ngộ nhận. Anh chỉ sợ bị ngộ nhận. Ngộ nhận nha các em, ngộ nhận có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong một cái tình huống mà mấy em nhìn nó, nhìn nhìn nó như vậy nhưng mà nó phải như vậy, mà nhưng mà mấy em muốn muốn không bị gộ nhận á thì nó phải có bốn chữ này là cơ sở lý luận. Có nghĩa là cái cơ sở lý luận nào mà các em xác lập cái đó nó có ăn sâu vào cái cơ sở lý luận mà thiết lập từ sách giáo khoa hay không, thì phải nhớ lại những cái cơ sở lý luận mình đã học, thì những cái cơ sở lý luận này nó sẽ bổ trợ những cái tính toán này để mình không có cãi nhau mấy em. Rồi bây giờ mình tổng hợp lại câu B. Hiểu bài bấm 1, không hiểu bài bấm 0. Vậy giờ không hiểu bài rồi làm lại từ đầu, nếu mà không hiểu bài thì làm lại thêm cái nữa, làm lại nữa. Còn nếu mà không hiểu thì mai lại làm lại bài này cái nữa. Một thiệt nè, alo alo, lẹ 120. Bây giờ một hay không cũng không dám trả lời nữa. Đó là ví dụ hai mấy em. Thì hồi nãy anh nhầm tí xíu, anh nhầm thằng bản thân cái đường CO nó không vuông với mặt SAH nha, tại vì nó không đủ cái cơ sở lý luận để nó xác lập. Rồi, Nhã Phương với Tố Như thế nào? Nhã Phương với Tố Như thế nào? Không chấm nào. Dạ một. Trời trời, 0.5. Nghe ác vậy. Rồi qua nha. Bây giờ tới ví dụ của 3 nè. Ủa ví dụ 4 nè. Ví dụ 4 rồi, cái này anh để đây rồi mấy em tự ghi bài. Mấy đứa tự ghi bài được không? Tự ghi bài được không? Anh không có ghi giùm mấy em nha, tức là anh giảng vậy thì mấy em ghi xong mấy em ghi đây cái hình nè. Được ghi bài được không các em? Tự ghi bài nha. Cái câu B này ra 14 độ các em. Được rồi, giờ anh ghi câu 4, ví dụ 4, tới ví dụ 4.
Ok. Ủa tự nhiên sao nó chạy cái phi này heo lanh rồi ta? Ủa? Ví dụ 4. Rồi, ví dụ 4 thì lại lấy cái hình ở trên đây. Cho hình chóp ABC có đáy hình vuông cạnh D vuông đáy. Rồi. Anh đổi SA đi cho các em nhìn, cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. Hình vuông thì nó dễ làm em. Cạnh bằng 2A và có SA vuông đáy. Góc giữa SB và mặt đáy mặt ABCD bằng 60 độ. Rồi cho em câu A. Tính góc giữa SC và mặt đáy mặt ABCD đi, em để mặt đáy sợ em không hiểu. Câu B, tính góc giữa SO và mặt ABCD với ô là tâm hình vuông. Câu C, tính góc giữa SC và mặt SAB. Câu D, tính góc giữa, thôi ba câu thôi, nhiều quá sợ mấy em nóng hết. Rồi bây giờ anh có một cái hình vuông á, anh sẽ có một cái lời nhắc nhở mấy em cái hình vuông á, thì mấy em phải nhớ một cái hình vuông thế này nè. Nếu như cạnh này là x thì cái đường chéo của nó phải là x căn 2. Anh mong rằng các em nhớ cái tính chất của hình vuông là đường chéo nha. Đường chéo của hình vuông là cạnh nhân căn 2. Đó. Rồi anh sẽ dựng cái hình cho mấy em sẵn luôn. Cái hình là vậy nè, hình vuông là vậy. Đây. SA vuông đáy đúng không? Vẽ lên đây. SA. Ok. Đó. SA BCD. Đó là BCD. Rồi. Câu A, tính góc giữa SC và mặt ABCD. Nhưng mà trước khi em tính được cái góc này, em phải xác định góc này trước. Có nghĩa là em phải xác định góc giữa SB và ABCD bằng 60 độ giùm anh. Góc giữa SB và mặt ABCD là góc này. Cái góc này nè, góc giữa SB và mặt ABC là góc SBA, góc này 60. Mà cho cái góc này 60 là để tính chi? Cho cái góc này 60 là để em tính SA đó, được chưa? Anh sẽ tính nè. Đầu tiên là anh tính góc giữa SB và mặt ABCD là góc SBA các em. Mà xác định góc này á là để mình tính cái đường SA. Đó, cho góc này để tính cái đường SA là góc SBA là bằng 60 độ. Góc giữa SB mặt ABCD là góc SBA là bằng 60 độ. Được chưa? Rồi góc SBA này á thì để em tính cái gì? Tính cái SA. Em sẽ có là SA bằng AB nhân tan 60. Bằng AB nhân tan 60. Tan 60 độ. Rồi AB đề cho là mấy em? AB đề cho là 2 nè. Đó, vậy là 2 nhân tan 60 là mấy? 2 nhân tan 60 độ. Coi cái đường SA là mấy? 2 nhân 3. Ok, rồi.
rồi làm câu A câu B câu C các em mình hướng dẫn cho cái tính A đó. Ok được rồi, mấy em làm câu A câu B câu C rồi gửi qua cho anh nha, gửi 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 câu A câu B câu C qua cho anh. Đây ví dụ 4 gửi A B C ra. Xong chưa nào mấy bill? Sẽ điện 5 phút đi, không có thời gian.
Thôi Nguyên. D. 30. Đúng rồi. Đúng luôn. Bài giải của Hoàng Miên đúng rồi mấy em. Khoan nhưng mà không nguyên giải xích bi sao có 30 chưa? Vậy là bạn trọng với bạn không nguyên khác nhau à? Căn 3 với 2 sao mà em ra được góc xếp về 30 độ không ấy, không trình bày hết trơn em. Hết giờ buông bút đi các em à, buông bút đi em coi bài giải của mấy em nha. Mỹ Ngọc nè, xếp A là A chia C rồi đúng, S O A what happening, S O A rồi đúng, S A chia O đúng luôn rồi. Ủa Mỹ Ngọc không, anh nghĩ là cái xếp B coi nó ra phi là tan phi là 1 2 đúng rồi, 27 độ không em. Không quen có lại nghe em ơi. Thôi. Thôi chưa làm câu C kìa em. Bò đúng rồi. Em gửi hai ảnh luôn anh ơi. Rồi anh thấy rồi. Rồi, đúng luôn rồi đó. Không quen coi lại nha. Không có đẹp. SCA, rồi có B đâu đẹp. Ủa đẹp có bơi đâu. Rồi, đa số mấy em đúng hết rồi đó. Đức tài coi. Ở đây chia C. Ok. Ok. Đa số các em đúng hết rồi. Như ý. Rồi. Nhà anh bắt đầu sửa game, buông bút đi, buông bút anh sửa nè. Thì cái bài này em thấy những cái bài này chủ yếu là nó đổi cái chân đường cao thôi, nó không có đổi những cái gì quá nhiều, nó chỉ đổi cái chân cao. Bây giờ sẽ bắt đầu là câu A nha. Câu A nè, câu A là kia em tính góc giữa AC mặt ABCD, đó là góc SCA các em. Góc giữa AC và mặt ABCD là góc SCA. Là góc SCA. Rồi chơi do chân đường cao là điểm A. Đó. Rồi, và cái góc SCA này anh đặt là tăng là chưa là phi nha. Thì anh suy ra được tăng phi là bằng, tăng phi là nó bằng SA chia AC nè, góc SCA là góc này. Góc này là góc phi nè. Thì nó sẽ bằng SA chia AC. Đó. SA đề cho là SA nãy mình tính ra là 2 căn 3 các em, anh tính cho các em sẵn rồi đó. AC là cạnh nhân căn 2 đúng không? Cạnh là 2, vậy là 2 căn 2. Đó, từ đây em đổi ra được cái phi là xếp tan của căn 3 chia căn 2.
xếp tan của hai căn 2, 2 căn 3 chia căn 2 là căn 3 chia căn 2 các em. Nó phi là nó ra tầm 50 độ các em à, 50 độ. Sắp xỉ chứ không phải bằng nha, sắp xỉ. Câu B là góc giữa SO và ABCD cũng tương tự là góc SOA các em. Thường á là người ta kiêm góc giữa cái đường xiên và cái mặt đáy là cái đơn giản nhất luôn. Em chỉ cần ráp cái chân đường cao vô là mọi chuyện chấm dứt. Là góc SOA. Rồi anh đặt góc này là góc alpha nha. Góc SOA là góc này nè. Với O là trung điểm AC. Tại vì nó là tâm hình vuông mà. Thì cái này cái mình sẽ suy ra được cái tan tan alpha các em. Cái tan alpha này nó sẽ bằng hàng SA chia O. Thì hồi nãy là hai căn 2 mà bây giờ còn căn 2, gió này là nửa đường chéo các em. Vậy cái này là hai căn 3 chia lại căn 2 thôi. Thì mình mới suy ra được góc phi. Góc phi là nhiêu độ? 2 căn 2. Ba mốt độ. Câu C nè, câu C nè mới dễ sai nè. Góc giữa SC và mặt SAB thì mình phải vẽ mô hình nha, chứ mà em nhìn xuyên là chết đó. Đây là mặt phẳng SAB của em, được chưa? Đây là cái đường CS. Góc giữa SC mặt SAB là từ C em kéo vuông góc xuống AB, nó là điểm B, được không? Từ C mà em hạ vuông góc xuống mặt phẳng SAB là cái mặt SAB này nè. Từ C mà em hạ vuông góc xuống đây là điểm B nè, cái điểm này nè. Do đâu? Do CB với AB, CB với SA, cho nên CB với cả mặt SAB đó. Cho nên cái góc cần tìm là góc CSB các em. Góc này anh đặt là góc omega nha, được chưa? Cho nên mình có luận là góc giữa SC và mặt Anh SAB ơi, hả? Sao? câu B là 67 độ. Ủa, à, bấm sai cái gì Căn vậy? bản xác định. À lộn, 2 căn 3 chứ. 2 căn 3 chứ 2 căn 2. Rồi 67 độ phải rồi. 67 độ. Rồi. Ok, góc giữa SC mà mặt và mặt SAB là góc CSB các em. Góc CSB. Và góc này anh đặt là omega. Muốn tính góc omega này rất là đơn giản luôn, nó là CB chia SB. CB chia SB, CB là cạnh hình vuông là 2. SB là căn của SB là căn của SA bình cộng cho AB bình, do tam giác SAB vuông tại A. SA là 2 căn 3 tất cả bình cộng AB bình là cộng 2 bình. Đó, hỉ này bằng mấy? Nếu mà bấm thử coi. 2 chia căn của 2 căn 3 tất cả bình cộng 2 bình. Nó bằng 1 phần 2 các em. Cho nên em suy ra được góc omega là bằng xít tan 1 phần 2. 25, 26, 26 độ. Rồi, đó là xong cái ví dụ 4. Được chưa? Xong ví dụ 4. Anh viết chữ bằng chuột nó hơi xấu rồi em. Rồi. Ví dụ 4. Anh nói gì? Ok. Ví dụ 4, ai hiểu bài bấm 1, ai không hiểu bấm 0. Xong rồi mình nghỉ mấy em, mai tiếp. 5 giờ 35 rồi 6 giờ mấy em học phải không? Cho mấy em nghỉ xả hơi đó. Mai mình học tiếp mấy em. Mai mình học tiếp. Gì? Khoan, bây giờ coi có ai bấm số 0 không? Bữa nay hiểu bài thì không vậy? Dễ mà. Trời ơi, dễ, ok, dễ Ai ăn mà, thiệt nha, thiệt nha. Rồi bye các em nha, nhớ nộp cháp và nhớ sắp thơ 21 có hình học. Anh đã dặn không, đúng không? Từ từ trên chắc sơ 20 là có hình học và ngày mai có hình học. Rồi bye bye các em, hẹn gặp lại vào 7 giờ ngày mai. Được chưa?
thì hình học anh sẽ cho những câu mà mình học thôi, không cho nhiều. Tạm biệt, bye bye.